người, hiện tại Diệu Nhi đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt sách của diễn viên Minh Dự. Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau, Minh Dự. Nhi không có bất ngờ đâu, tại vì Nhi và Minh Dự đã quen biết nhau mấy năm rồi và hai chị em đã diễn xuất với nhau tại sân khấu Thế Giới Trẻ cũng nhiều năm. Và mình biết Minh Dự, mọi người biết đến là một diễn viên hài và là một thánh chửi ở trên mạng thôi, nhưng mà thực chất có Minh Dự được học hành rất là đàng hoàng và em là cử nhân ngôn ngữ học, học rất là giỏi, cho nên điều đó Nhi đã biết rất là lâu rồi. Và khi em ra mắt sách thì Nhi rất là mừng, bởi vì Minh Dự có tâm sự là cuốn sách này Minh Dự đã phải ấp ủ 2 năm trời để có thể viết ra cuốn sách này, cho nên là Nhi rất là vui khi mà có mặt tại đây để ủng hộ tinh thần cho Minh Dự. Tại vì Dự nói nội dung trong đây hết trơn rồi, là về tình yêu mà nghe đâu tình yêu thiệt nó ngoài đời đó. Để coi em nó trải qua bao nhiêu cú sốc và sóng gió trong cuộc đời tình yêu rồi. Nhi cảm thấy Minh Dự là một người rất là sâu sắc, cho nên Nhi nghĩ cuốn sách này Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau cũng sẽ rất là lâm ly bi đát. Mà cũng nói về tuổi trẻ và thanh xuân, và cũng nói về nụ cười và nước mắt nè, nhiều dữ lắm, cho nên hy vọng là mọi người có thể mua và đọc. Cũng là, nó không phải là dài đâu, nó chỉ là những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi, rất rất là nhiều. Phải đọc rồi mới biết, có gì như sẽ đăng Facebook cho mọi người. Mà hy vọng mọi người sẽ ra ủng hộ cuốn sách đầu tiên của Minh Dự nha, để Minh Dự có thêm nhiều động lực để mà ra những cuốn sách tiếp theo. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim Vui Đại Náo và bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 với vai diễn mới nhưng mà cũng rất là dễ thương đáng yêu, cùng với các bạn bè, anh em đồng nghiệp. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Diệu Nhi trong những dự án sắp tới. Khó mà có thể khán giả bắt gặp được những cái cảm xúc này với một diễn viên hài trẻ Minh Dự. Có nghĩa rằng là đối với tất cả mọi người ở trên sân khấu, Minh Dự sẽ là một cái người rất là hoạt ngôn, rất là dễ thương, rất là vui vẻ, hòa đồng và có chút xuất sắc ở trong đó nữa. Nhưng ở trong tác phẩm này, Hai Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau, nó sẽ là một cái mảng màu khác của Minh Dự. Và Lập nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả sẽ hiểu rõ hơn về Minh Dự như thế nào đó, về một cái hình ảnh nào đó, một cái tâm hồn nào đó mà từ trước tới giờ Minh Dự vẫn chưa mở lòng cho tất cả mọi người. Hy vọng mọi người hãy đến với cuốn sách này của Minh Dự. Chính Minh Dự đã biên ra từng chữ ở trong này. Và từ nãy tới giờ thì Lập cũng đã đọc một vài trang và Lập thấy rằng là thật ra đối với một người nghệ sĩ mà diễn hài thì phía sau cuộc sống của họ có rất là nhiều những thăng trầm. Lập thì cũng có rất là nhiều nghệ sĩ, diễn viên hài khác cũng có, nhưng mà hiếm có cơ hội để mà có thể mang đến những cái góc khuất đó đến cho tất cả mọi người một cách nghệ thuật nhất có thể. Và rất là chúc mừng Minh Dự đã có một cái tác phẩm đối với Lập là tuyệt vời về cảm xúc để mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Với cái tựa của cái cuốn sách này á, thì Thiện nghĩ rằng là sẽ là một cái góc khuất nào đó của anh chàng Dự. Một anh chàng lúc nào cũng vui vẻ, cười nói và chọc phá mọi người, thì có thể đây là một cái điều mà tiềm ẩn. Anh ấy bị thất tình thì sao? Anh ấy có thể đang yêu một ai đó, chưa đọc, chưa biết, cho nên chắc chắn khi mà Thiện cầm cuốn sách thì sẽ nghiên cứu thêm. Và Thiện xin chúc cuốn sách của Dự sẽ ngày càng thành công hơn nữa và sẽ viết thật nhiều sách nữa. Và anh hy vọng khi mà anh đọc xong có thể anh sẽ là fan của em thì sao? Lời đầu tiên, Hồ Thú Quỳnh xin gửi lời chào đến các khán giả của ống kính hậu trường. Và Quỳnh đang cầm trên tay quyển sách của một người diễn viên mà Quỳnh rất là thích, Quỳnh rất là yêu thích, đó là Minh Dự. Này, chắc bạn mình nè, chắc bạn Minh Dự trong cuốn sách này chắc là đang ngồi. Quỳnh nghĩ là thường thì những người nghệ sĩ với cái vẻ bề ngoài và khi biểu diễn thì họ là một con người khác, nhưng mà sâu bên trong thì những người nghệ sĩ sau ánh hào quang thì luôn có những cái điều trắc ẩn hay là những cái nội tâm gì đó. Và Quỳnh nghĩ là chắc là cuốn sách này cũng là một trong những cái mà Dự muốn thể hiện bản thân mình về cuộc sống của mình qua cuốn sách này. Cho nên Quỳnh nghĩ là mọi người hãy, nếu mà những ai yêu thích Dự hoặc là chưa phải đọc fan thì cũng hãy theo dõi Dự nhiều hơn và hãy mua cuốn sách này đọc, biết đâu là fan của Dự giống y chang như Quỳnh, Quỳnh là fan của Dự. Quỳnh nghĩ là không chờ lâu đâu, bởi vì là sắp tới đây thì Quỳnh sẽ được tiếp xúc và được gặp gỡ các khán giả của mình nhiều hơn qua các vai trò. Ngoài việc là trở thành một ca sĩ ra thì năm nay Quỳnh sẽ trở lại với một bộ phim truyền hình. Và từ trước tới giờ thì mọi người thấy Quỳnh
được đóng những cái vai dù nghèo khổ hay là dù giàu có thì cũng đều là một cô gái hiền lành lương thiện. Nhưng mà với bộ phim này thì là một Khổng Tử Quỳnh rất khác. Quỳnh sẽ thể hiện một vai diễn rất là nham hiểm, rất là độc ác. Để hoàn thành quyển sách thơ và tản văn Hay Chúng Mình Đừng Hẹn Gì Nhau thì nó tiêu tốn nguyên liệu khoảng hơn 2 năm. Nếu nói đúng 2 năm thì cũng phải là phải hơn nữa. Tại vì có những lúc mình có cảm xúc tràn trề rồi mình về á, cái mình chưa biết kịp, thì khi mình bắt đầu lại mình cần thời gian để mình chiêm nghiệm lại cảm xúc mình từng trải qua thế nào rồi mới biết được. Bởi vì cái thời gian đầu thì chỉ biết ngọt lắm, bởi vì trong những năm tháng ngồi tại cái nhà trường đại học thì học văn học mà đọc sách rồi viết rồi nghiên cứu thôi, viết rất là dễ. Bắt đầu từ năm 2, cuối năm 2 là bắt đầu thi tham gia game show Thách Thức Danh Hài, Đấu Trường Tiểu Lâm, rồi sau Đấu Trường Tiểu Lâm là những cơ hội khác tới với dự, thì bắt đầu mình thêm chuyện laptop bị trục trặc nữa, thì có quá nhiều lý do để mình dẹp lại những cái trang giấy của mình. Nhưng mà bình thường chưa đi diễn á thì đã cảm xúc rồi, vui buồn có rồi, vào cái nghề diễn là có thêm nhiều cảm xúc nữa, thì chị nghĩ nếu không viết nó sẽ uổng. Nhưng mà với quyển sách đầu tay thì chỉ viết về tình yêu, tình cảm và những cái lời hứa hẹn và các mối quan hệ tình cảm xung quanh mình thôi. Còn về riêng một sân khấu thì chắc là phải đợi những quyển sau. Khi mà để ra được cái tựa sách này thì dự đã đổi rất là nhiều tựa, ví dụ Ân Cần Biết, Ân Cần Đánh Máy cũng là người dưng, rồi Đi Với Người Thương Đâu Cũng Là Nhà. Nó có rất là nhiều tựa vui có buồn có, nhưng mà để nói về cái đau buồn trong tình yêu, về chia tay, về tan vỡ, vì rẽ hướng khác và có người mới chia tay, thì những vấn đề nó ai cũng nói hết rồi, ai cũng đặt tựa rồi. Thì với dự, một trong những cái đáng buồn và để ý sẽ rất là buồn trong tình yêu mà chưa ai lấy làm đặt tựa đề, đó chính là những lời hứa hẹn. Và khi yêu chắc tất nhiên là ai cũng hứa hẹn thôi, để có một tương lai tươi sáng, một tương lai xa hơn, sâu sắc, chung thủy, sát son, thì động lực để mình hướng tới những điều đó là những lời hứa hẹn. Mình nghe lời hứa hẹn mình đã lắm, hứa sẽ làm cái này, hứa sẽ cùng tay đi hết đoạn đường dài, hứa sẽ cùng bên nhau cả trăm năm, mấy chục năm, mình nghe mình đã lắm, nhưng thử không làm được sẽ rất là buồn. Ví dụ như ngày mai hẹn đi xem phim hay đi ăn đi mà không đi được, tức là một điều để đáng buồn cả ngày trời rồi đó. Dù có lý do hay không, thất hứa vẫn là một điều đáng buồn. Cho nên là dự muốn khai phá một cái góc nhìn mới, những cái lời hứa hẹn rất là đáng buồn trong tình yêu. Cho nên là mới ra cái tựa đề là Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau, với tiêu chí là ngừng hứa hẹn và hãy hành động. Nói về những nghệ sĩ thân thiết thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà tại mình nói gom lại tại cái nơi đang hoạt động nghệ thuật của mình là sân khấu Thế Giới Trẻ, thì những cái anh chị mà diễn đem lại cái sự mà thăng hoa cho nhau, ví dụ là anh Gia Bảo nè, chị Diệu Nhi nè, và những cái người thường xuyên lúc này, nếu mọi người thấy là hay qua những clip hậu trường vui, với dự hai bạn diễn viên đắc lực nhất là anh Quang Tuấn và anh Thuận Nguyễn, thì nói chung là ai cũng vui vẻ, ai cũng giúp đỡ mình hết, nhưng mà những người đó mình dám tiếp cận nhiều hơn. Và dự hy vọng các bạn sẽ ra nhà sách và cho dự một cơ hội tiếp cận những giọt nước mắt của các bạn. Là Chris Devil Gamer, thì ngày hôm nay mình có mặt ở buổi lễ ra sách của Minh Dự. Minh Dự là một người bạn của mình, và Minh Dự đã nói cho mình bí mật là bạn ấy đã ra sách cách đây là nửa năm rồi. Thì mình cũng đã rất là ngóng chờ tới ngày hôm nay. Cũng hơi bất ngờ tại vì hai đứa thường là đi cà phê rồi nói chuyện khùng khùng điên điên với nhau không, mà chứ không có những cái sản phẩm nghiêm túc như thế này. Thì cũng rất là bất ngờ tại sao bình thường Dự nó ở ngoài nó rất là vui vẻ chứ không có như là một cái nỗi buồn của cuốn sách này. Các bạn nên tìm đọc thử cuốn sách này, nó cũng có những cái điều hay, mà những cái điều mà Minh Dự chưa bao giờ chia sẻ ở ngoài đời. Lúc mà nghe về cái tựa đề á, mình tưởng là mình thất hứa với nó cái gì, tự nhiên nó nhắn là hay là mình đừng có hứa hẹn gì nhau, thì lúc đó mình cũng hơi bất ngờ vì cái điều đó. Nhưng mà cũng khá là thú vị khi mà mình biết được một nửa con người còn lại ẩn chứa bên trong Dự, trong khi mà hai đứa đang chơi với nhau rất là lâu rồi. Mấy bạn ơi, các bạn nhớ là mua sách để ủng hộ cho tác giả và là diễn viên hài Minh Dự nha các bạn, giá chỉ có 89.000 đồng thôi. Dạ, xin chào tất cả các bạn độc giả, bye bye. Thật ra thì Như chắc là một trong những người mà trong top đầu tiên biết Như Dự sẽ ra cái dự án sách của mình. Và thật sự thì lúc mà Như nghe nói về cái nghe Dự nói về dự án, Như cảm thấy rất là thích. Bởi vì khi mà tiếp xúc với Dự thì biết được là Dự cũng học ngành hoa văn như vậy, thì anh ta có những cái khả năng như vậy thì điều ủng hộ là điều chắc chắn. Và Như nghĩ là Như thì chắc không có bất ngờ gì, thì đã bất ngờ trước đó rồi, nhưng mà quý vị khán giả chắc chắn sẽ là bất ngờ. Như nghĩ rằng cái tựa đề này nó sẽ làm cho những người bạn của Dự hiểu Dự thêm. Nhìn vô là biết đó là câu chuyện tình của một anh chàng chuyên gia thất tình rồi.
Và quý vị khán giả chắc chắn sẽ là bất ngờ, bởi vì không nghĩ là một cái anh chàng vui cười như vậy lại có những cái tảng văn, những cái bài thơ như vậy. Rồi một ngày á, cái Dự mới nhắn là em mời anh Dự buổi ra mắt, thì mình cứ nghĩ là sẽ là web drama quay trên YouTube, mình cũng ok em. Xong nhưng mà cũng nhiều chuyện hỏi chút xíu là em ra mắt gì, tên là em ra mắt sách, thì mình định ghẹo nhưng mà tại vì rất là quý, rất là thương Dự cho nên là thôi ok em. Thì thật sự là đáng lẽ là hôm nay á, là anh đi về Cà Mau đi ra buổi diệt, nhưng mà cái tựa đề mà em gửi cho anh á, thấy chúng ta đừng có hứa hẹn gì nhau thì anh nghĩ là đã lỡ hứa với em rồi thôi. Phải đi chứ không nó sẽ nhớ hoài mất công nữa, mình lại buồn nữa, cho nên là anh để ngày mai anh sẽ đi. Và hôm nay anh rất là vui, rất là cảm ơn em hãnh diện khi có mặt ở đây. Dạ, cảm ơn.